có thể thành lập đoàn quân mới để triển khai ở Ukraine. Tướng Ukraine cảnh báo kịch bản Kiev phá hủy cầu Crimea bằng tên lửa ATAK. Ukraine bật đèn xanh cho kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Lý do Nga tung đòn phủ đầu, tấn công dồn dập sân bay Ukraine. Điện Kremlin lên tiếng về việc ICC phát lệnh bắt giữ hai lãnh đạo quân đội Nga. Ủy ban điều tra Nga chỉ ra chủ mưu vụ bắn rơi máy bay chở tù nhân Ukraine. Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 25 tháng 6, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga có thể đã thành lập một tập đoàn quân vũ trang tổng hợp mới để triển khai ở Ukraine. Báo cáo của ESW có đoạn, quân đội Nga đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm việc thành lập một số đơn vị vũ trang tổng hợp cấp tập đoàn quân mới và việc các nguồn tin Ukraine đề cập đến tập đoàn quân 51 có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga đã thành lập một tập đoàn quân vũ trang tổng hợp mới để triển khai ở Ukraine. Các nhà phân tích quân sự của ESW lưu ý rằng, đại diện của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov, ông Yuri Pop cho biết, quân đội Nga có ý định điều lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 thuộc tập đoàn quân 51 đến hướng Kharkov. Ông tuyên bố rằng, quân đội Nga đã chuyển các đơn vị từ khu vực Kherson và từ các hướng khác đến mặt trận Kharkov. Đại diện của nhóm tác chiến chiến lược Khotisa, trung tá Naza Voloshin cũng cho biết, quân đội Nga có ý định chuyển lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155, hạm đội Thái Bình Dương và lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 của tập đoàn quân nói trên tới Kharkov nhằm bù đắp tổn thất nặng nề. Gần đây, ESW nhận được báo cáo rằng quân đội Nga đã điều động các đơn vị của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 và lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 trước đây thuộc quân đoàn 1 dân quân Donetsk từ phía tây tây nam Donetsk tới Kharkov nhưng không ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về tập đoàn quân mới thành lập của Nga. ESW lưu ý rằng lực lượng Moscow có thể đã biên chế lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 cho tập đoàn quân 51, một đơn vị giàu truyền thống từ Thế chiến thứ 2 mới được hồi sinh. Những ngày qua, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào sân bay của Ukraine, trong khi Kiev chuẩn bị tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16. Đây được cho là nỗ lực của Moscow nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng được Kiev sử dụng để vận hành các tiêm kích do phương Tây cung cấp. Một số thông tin được hé lộ gần đây cho thấy, hạm đội Biển Đen của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, trong đó có sân bay Vasinkov gần Kiev vào ngày 22 tháng 6. Cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình Kalib phóng từ biển. Một video được công bố trên mạng xã hội cho thấy ít nhất 4 tên lửa đã được phóng. Một bộ ảnh khác cũng được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại sau vụ tấn công. Theo một số nhà quan sát quân sự, đây dường như là một chiến lược của Nga nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của không quân Ukraine bằng cách phá hủy các sân bay và căn cứ có thể được Kiev sử dụng để tiếp nhận F-16. Nếu thông tin trên là chính xác, đây có thể là cuộc tấn công thứ hai của Nga vào sân bay Vasinkov trong tháng này. Trước đó, một số báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương bằng tiếng Nga cho biết cuộc tấn công mới nhất đã được tiến hành nhằm vào một kho dầu tại sân bay. Trước đó, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Starokonstantiniv ở khu vực Khmelnytsky. Đây được cho là nơi đặt căn cứ không quân lớn của Ukraine và dự kiến sẽ tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 khi chúng được chuyển tới. Nga đã nhiều lần đe dọa tấn công bất kỳ sân bay nào của Ukraine tiếp nhận F-16. Gần như tất cả sân bay có thể tiếp nhận tiêm kích này được cho là nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Ukraine tuyên bố sẽ triển khai một số máy bay F-16 trên lãnh thổ các nước thành viên NATO để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch trong những tuần tới. Ngoài ra, Hà Lan, Na Uy và Bỉ cũng cam kết cung cấp cho Kiev tiêm kích này. Một số quốc gia thậm chí đề xuất Ukraine có thể sử dụng F-16 để tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của liên minh quân sự này. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong chưa đầy 3 tuần. Trong khi phải đối mặt với các cuộc không kích liên tiếp của Nga, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hủy các hệ thống phòng không của Nga trước khi F-16 được chuyển giao. Một đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESVK hồi đầu tháng cho biết lực lượng Ukraine đang tăng cường nỗ lực làm suy giảm hệ thống phòng không của Nga trước khi tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16.
Ukraine được cho là đã thực hiện chiến dịch này nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Nga, từ đó cho phép Kiev sử dụng hiệu quả hơn các máy bay chiến đấu trong cuộc xung đột. ISVK cũng chỉ ra rằng các hoạt động quân sự gần đây của Ukraine đã nhắm vào các cơ sở phòng không quan trọng của Nga. Một số hình ảnh cho thấy các hệ thống phòng không hiện đại như S-400 bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Các hệ thống phòng không S-300, S-400 và máy bay chiến đấu Su-57 đóng vai trò quan trọng giúp Nga hạn chế các hoạt động trên không của Ukraine gần tiền tuyến và hỗ trợ các hoạt động tấn công của Moscow ở Ukraine. Có những dấu hiệu cho thấy Kiev đã nhắm mục tiêu vào tất cả khí tài này của Nga. Liên quan đến việc Tòa án Hình sự Quốc tế ICC mới đây đã phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ngày 25 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga xem lệnh của ICC là một điều vô lý và sẽ không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Ông khẳng định Moscow không coi phán quyết của họ là hợp pháp và không thấy lý do nào dù nhỏ nhất nào để hợp tác. Hai quan chức này bị ICC phát lệnh bắt giữ với cáo buộc gây tội ác xung đột vì chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường và các hạ tầng dân sự ở Ukraine. Các thẩm phán ICC nhận thấy có cơ sở để tin rằng hai vị tướng này của Nga phải chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng điện của Ukraine ít nhất từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Theo ICC, các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu dân sự hoặc ngay cả khi các mục tiêu có thể được coi là quân sự, thiệt hại dân sự cũng quá rõ ràng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không phải một bên tham gia quy chế Rome về thành lập ICC, nên Moscow không công nhận lệnh bắt giữ của ICC. Moscow coi lệnh này như một phần trong chiến dịch của phương Tây nhằm làm mất uy tín của Nga. Ngoài ra, Moscow nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc quân đội Nga nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Tướng Shoigu, 69 tuổi, đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2012 và là quan chức giữ vị trí này lâu nhất trong lịch sử Nga. Tuy nhiên, hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh điều chuyển ông sang làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Đây là cơ quan tham mưu giúp việc Tổng thống trong điều hành nhà nước, hoạch định các chính sách đối nội, đối ngoại, quân sự trong lĩnh vực an ninh, duy trì ổn định trật tự chính trị xã hội, bảo vệ quyền lợi và tự do của nhân dân. Trong khi đó, tháng 1 năm ngoái, tướng Gerasimov, 67 tuổi, được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy của chiến dịch tại Ukraine, thay thế người tiền nhiệm Sergei Surovikiy. Ông Gerasimov là người đã đề ra học thuyết Gerasimov, đề cao tác chiến phi tuyến tính, kết hợp các chiến thuật quân sự, công nghệ thông tin, ngoại giao, kinh tế, văn hóa cùng những hình thức tác chiến phi đối xứng khác để đạt được mục tiêu trong chiến tranh lai. Mới đây, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ông Kirilo Budanov cho rằng nước này có khả năng phá hủy cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea bằng tên lửa ATAK do Mỹ viện trợ. Cầu Kerch còn được gọi là cầu Crimea, nối vùng Krasnodar của Nga với bán đảo mà Moscow sáp nhập vào năm 2014. Trong suốt hơn 2 năm chiến sự giữa Nga và Ukraine, cây cầu này đã trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Moscow ở mặt trận phía Nam. Ukraine đã từng tấn công cây cầu này vài lần trước đây, làm hư hại cây cầu, nhưng nó đã được sửa chữa nhanh chóng và trở lại hoạt động. Ông Budanov cho rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa ATAK của Mỹ có thể phá hủy cây cầu một cách hoàn toàn và mãi mãi. Ông nói rằng những ai cho rằng tên lửa ATAK không đủ mạnh để phá hủy cây cầu nên đọc kỹ hướng dẫn kỹ thuật. Ông đánh giá vấn đề duy nhất là số lượng tên lửa có thể được sử dụng và về nguyên tắc những tên lửa này sẽ cho phép chúng tôi hoàn thành sứ mệnh như vậy, phá hủy cây cầu. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, việc Mỹ nhận định việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tấn công vào các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát có thể dẫn đến việc Kiev dùng tên lửa ATAK tấn công cầu Crimea. Tuy nhiên, ngay cả khi cầu Crimea bị tấn công, Nga vẫn còn tuyến đường trên bộ từ lãnh thổ của mình qua các khu vực Mariupol và Berdyansk mà họ đang kiểm soát để đến Crimea. Moscow đã xây dựng hệ thống đường sắt theo tuyến này. Dù vậy, cầu Crimea vẫn mang ý nghĩa biểu tượng, nên Ukraine có vẻ vẫn muốn nhắm mục tiêu vào công trình này. Ngoài ra, ông Budanov cho rằng Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Crimea bị đe dọa, ông nói. Chúng tôi không có lực lượng lớn tập trung ở khu vực này, nên việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ không phù hợp. Ông cũng nhận rằng động thái này sẽ gây ra rủi ro chính trị lớn cho Nga. Hơn nữa, ông Budanov nói rằng viện trợ quân sự của phương Tây sẽ không đến Ukraine với số lượng đủ để thay đổi tình hình tiền tuyến ít nhất là từ giữa đến cuối tháng 7 tới.
Ông nhận định việc chuyển giao vũ khí của phương Tây đã nhanh hơn so với vài tháng trước, nhưng Ukraine vẫn gặp vấn đề về số lượng. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết, máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ bay ở độ cao 16 km đã xác định mục tiêu tấn công ở Sevastopol cho tên lửa Atak của Ukraine tấn công. Sau cuộc tấn công, máy bay này đã di chuyển vào không phận phía tây nam Biển Đen. Một số nguồn tin và kênh điện tín của Ukraine đưa tin rằng các bệ phóng tên lửa Atak đã được đặt trên các tàu chở hàng khô dân dụng để tấn công Crimea. Sau khi phóng tên lửa, các tàu này lập tức di chuyển đến các cảng Odessa và Chernomorsk để lẫn vào các tàu khác. Theo truyền thông Nga, mặc dù độ tin cậy của thông tin này chưa rõ ràng, mục tiêu của chính quyền Kiev là phá vỡ kỳ nghỉ lễ và tạo ra sự hoảng loạn trên bán đảo thuộc Ukraine, nhưng đã tuyên bố ly khai vào cuối tháng 2 năm 2014 và sáp nhập vào lãnh thổ Nga vào ngày 16 tháng 3 năm 2014. Các chuyên gia Nga nhận định rằng quân đội Ukraine cố ý tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Sevastopol bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Atak của Mỹ vào ban ngày. Do đó, rất có thể hành động này chỉ mang tính biểu tượng và nhằm tuyên truyền cho chính quyền Kiev. Giới chức Ukraine kỳ vọng rằng các cuộc tấn công vào ban ngày sẽ tạo sự bất ngờ, khiến Nga không kịp phản ứng và không thể bắn hạ tên lửa Atak tốc độ siêu thanh, gây ra sự hoảng loạn và thương vong lớn nhất cho dân thường. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, có thông tin Nga cáo buộc Kiev đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự của Sevastopol bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật nhiên liệu rắn Atak do Hoa Kỳ chuyển giao, được trang bị đầu đạn chùm. Trong khi đẩy lùi cuộc tấn công của tên lửa Atak, các hệ thống phòng không trực chiến của Nga đã bắn hạ thành công 4 trong số 5 tên lửa Mỹ đang bay và làm chệch hướng một quả khác, khiến nó dù phát nổ nhưng hậu quả đã được giảm thiểu rất nhiều. Hải quân Ukraine mới đây đã công bố hậu quả của một cuộc tấn công vào căn cứ huấn luyện tại Zhytomyr, tỉnh Krasnodar Krai, nằm trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin từ phía Ukraine, cuộc tấn công này đã hạ gục một số huấn luyện viên, nhân viên kỹ thuật và phá hủy 120 máy bay không người lái của Nga tại địa điểm này. Tờ New Voice of Ukraine cho biết cuộc tấn công này được báo cáo bởi cơ quan báo chí của lực lượng Hải quân Ukraine vào ngày 24 tháng 6. Theo báo cáo, mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở thuộc Trung tâm Huấn luyện Phòng không số 726 tại Zhytomyr. Tuyên bố của Hải quân Ukraine cho biết, cơ sở này của Nga tham gia vào việc đào tạo và chuẩn bị cho quân nhân sử dụng và vận hành nhiều loại máy bay không người lái khác nhau. Ukraine tiết lộ rằng, cuộc tấn công đã hạ gục một số huấn luyện viên, nhân viên kỹ thuật tại cơ sở sản xuất máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế, nằm trong Trung tâm Huấn luyện Phòng không số 726. Kênh Telegram Dossier Spiona cho biết, những người hướng dẫn và nhân viên kỹ thuật thiệt mạng tại cơ sở này sau vụ tấn công là Gunja, Sadreev và Kazanov. Dossier Spiona chỉ nêu họ của các nạn nhân. Trong khi đó, các nhà phân tích của kênh Telegram Acha thân Nga dẫn nguồn tin của họ cho biết có 9 quân nhân Nga bị thương trong cuộc tấn công này. Thêm vào đó, theo Ukraine, cuộc tấn công còn phá hủy 20 máy bay không người lái cảm tử Shahed-136, 50 UAV tấn công Lancet, 40 UAV trinh sát Zala, 10 UAV trinh sát Supercam. Trước đó, lực lượng hải quân của lực lượng vũ trang Ukraine phối hợp với các cơ quan an ninh Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào các cơ sở tại khu huấn luyện quân sự của Trung tâm Huấn luyện Phòng không số 726 của Nga ở Zhytomyr. Căn cứ quân sự này cũng là nơi thường xuyên phóng máy bay không người lái Shahed để tấn công Ukraine. Hình ảnh vệ tinh do nhà phân tích Brady Afric của Osin công bố trước đó đã cho thấy hậu quả của cuộc tấn công, bao gồm một tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng, có thể do một vụ nổ mạnh gây ra hoặc từ các máy bay không người lái Shahed phát nổ. Ngoài ra, hai cấu trúc xây dựng khác cũng bị hư hại. Tính đến hiện tại, Ukraine vẫn chưa tiết lộ loại vũ khí họ đã sử dụng trong cuộc tấn công này. Trong bối cảnh chiến sự giữa Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và mọi nỗ lực đàm phán vẫn dậm chân tại chỗ, ngày 25 tháng 6, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho rằng mọi kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga đều phải dựa trên luật pháp quốc tế. Bình luận về kế hoạch hòa bình do hai cố vấn chủ chốt của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, ông Podolyak nói rằng cuộc chiến hiện nay không thể kết thúc nếu không buộc Nga phải chịu trách nhiệm. Hai cố vấn chủ chốt của ông Trump là Kay Kellogg và Fred Flay đã trình bày với cựu Tổng thống Mỹ một kế hoạch chấm dứt xung đột nếu ông thắng cử Tổng thống. Kế hoạch này bao gồm việc tuyên bố với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình. Đồng thời, Mỹ sẽ cảnh báo Nga rằng bất kỳ sự từ chối đàm phán nào sẽ dẫn đến việc Washington tăng cường hỗ trợ cho Kiev.
Theo kế hoạch, sẽ có một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine dựa trên các chiến tuyến hiện hành trong các cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông Flace, Ukraine không nên chính thức nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, dù Kiev khó có thể giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ trong thời gian ngắn. Ông cũng lưu ý rằng hòa bình sẽ đòi hỏi phải cung cấp cho Kiev những đảm bảo an ninh bổ sung, bao gồm việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Đây có thể coi là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay từ các cộng sự của ông Trump. Ông nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử Tổng thống. Ông Podolyak nói rằng việc đóng băng cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 28 ở tiền tuyến hiện tại sẽ là điều bất thường vì Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và đang hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Ukraine có lập trường hoàn toàn rõ ràng và điều này đã được nêu rõ trong công thức hòa bình do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất rằng nền hòa bình phải công bằng và hòa bình chỉ có thể dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Podolyak cũng nhắc lại lập trường của Ukraine bác bỏ điều kiện ngừng bắn do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra là vô lý. Ông Podolyak nói thêm, chúng tôi biết đề xuất của ông Putin, điều đó hoàn toàn vô lý. Tuần trước, Tổng thống Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới về giải quyết xung đột Ukraine. Theo đó, Nga đề nghị Ukraine công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, không gia nhập NATO, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Moscow cũng yêu cầu khôi phục quyền của người Nga, người nói tiếng Nga. Ông Lavrov cho rằng Ukraine đang vi phạm nghiêm trọng những quyền này. Lời đề nghị của ông Putin ngay lập tức bị Tổng thống Ukraine từ chối, gọi đây là tối hậu thư. Các quan chức phương Tây cũng nhanh chóng chỉ trích đề xuất này. Ukraine và các đồng minh phương Tây đến nay vẫn bác bỏ điều kiện hòa đàm của Nga. Giới chức Kiev cho biết Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho khả năng tổ chức hội nghị hòa bình lần 2 sau sự kiện đầu tiên hồi giữa tháng này. Trong kho vũ khí của Nga, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 là vũ khí được mệnh danh là nữ hoàng của bộ binh do cơ động, trang bị vũ khí mạnh, khả năng phòng vệ tốt và có thể lội nước. Các nguồn tin ở Nga cho biết, trong những phát biểu gần đây, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga chuẩn bị nhận được một bản nâng cấp đáng kể, đó là tích hợp các hệ thống chống máy bay không người lái UAV. Nhà sản xuất Kuganmat Zavod đã bắt đầu sản xuất hàng loạt BMP-3 được trang bị hệ thống ngăn chặn UAV. Những chiếc BMP-3 hiện được giao cho quân đội Nga đã được trang bị các hệ thống này, mặc dù ban đầu chúng đang trong giai đoạn thử nghiệm để xác nhận tính hiệu quả của chúng. Được biết đến với tên gọi hệ thống tác chiến điện tử RIS-LINS, công nghệ này nhằm mục đích chống lại và vô hiệu hóa các UAV gây ra các mối đe dọa trên chiến trường. RIS-LINS là hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến được tích hợp vào BMP-3 của Nga, được thiết kế đặc biệt để nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa UAV. Cải tiến này giúp tăng cường đáng kể khả năng của BMP-3. Với công nghệ tiên tiến này, BMP-3 thậm chí còn trở thành một phương tiện linh hoạt và đáng gờm hơn trong chiến tranh hiện đại. Hệ thống RIS sử dụng công nghệ tiên tiến để đáp ứng các mục tiêu của mình, sử dụng các phương pháp gây nhiễu điện tử và làm gián đoạn tín hiệu. Nó can thiệp một cách hiệu quả vào các liên kết điều khiển và liên lạc bằng UAV của đối phương. Điều này có nghĩa là nó có thể vô hiệu hóa hoặc định hướng sai các UAV, cản trở các nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công của chúng. Hệ thống này có thể nhắm mục tiêu đồng thời vào nhiều UAV, khiến nó trở thành một hệ thống phòng thủ đáng gờm trước chiến thuật bầy đàn. Về mặt thiết kế, hệ thống RIS nhỏ gọn và vừa khít với BMP-3. Điều này đảm bảo rằng BMP-3 duy trì khả năng hoạt động, đồng thời bổ sung công cụ mạnh mẽ để ngăn chặn UAV. Mặc dù kích thước chính xác đã được phân loại, nhưng hãy yên tâm rằng nó được thiết kế để tích hợp hoàn hảo với cấu trúc của BMP-3. Về mặt kỹ thuật, hệ thống RIS-LINS tự hào có một loạt các biện pháp đối phó điện tử ECM cho các tình huống khác nhau. Nó có các máy phát gây nhiễu công suất cao, anten định hướng và các bộ xử lý tín hiệu phức tạp phối hợp với nhau để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV từ các khoảng cách khác nhau. Ngoài ra, hệ thống được tự động hóa cao, giảm thiểu nhu cầu can thiệp thủ công và cho phép phản ứng nhanh với các mối đe dọa mới. Hoạt động của hệ thống RIS-LINS khá hấp dẫn. Ban đầu, các cảm biến của nó sẽ tìm kiếm các UAV trong khu vực. Khi phát hiện UAV, hệ thống sẽ phân tích tỉ mỉ các tín hiệu liên lạc của UAV để đưa ra chiến thuật gây nhiễu hiệu quả nhất. Sau đó, các máy phát gây nhiễu bắt đầu hoạt động, phát ra các tín hiệu làm gián đoạn việc điều khiển và điều hướng của UAV, cuối cùng khiến nó mất liên lạc với người điều khiển hoặc mất phương hướng. Hệ thống trấn áp UAV RIS-LINS đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể về khả năng tác chiến điện tử của BMP-3. Việc tích hợp hệ thống này có nghĩa là BMP-3
được chuẩn bị tốt hơn để giải quyết mối đe dọa leo thang do UAV gây ra trong các tình huống chiến đấu hiện đại. Cải tiến này không chỉ nâng cao khả năng sống sót của phương tiện mà còn nâng cao hiệu quả của quân đội mà nó hỗ trợ. Ngày 25 tháng 6, Ủy ban Điều tra Nga cho biết các quan chức quân sự cấp cao ở Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ máy bay vận tải Nga chở các tù nhân bị bắn rơi hồi đầu năm nay. Hãng tin RT dẫn lời các nhà điều tra Nga cho hay máy bay Yushin-U-76 đã bị tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất bắn rơi vào ngày 24 tháng 1 năm 2024 ở vùng Belgorod khi đang chở tù nhân Ukraine đi trao đổi. Tất cả những người trên máy bay, gồm 65 tù nhân, 3 người Nga hộ tống, 6 thành viên phi hành đoàn, đều không qua khỏi. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã thu thập đủ bằng chứng để cáo buộc các chỉ huy quân sự và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Theo cơ quan này, các quan chức Ukraine biết chắc chắn rằng một cuộc trao đổi tù nhân sắp diễn ra và đã ra lệnh phá hủy máy bay. Tại hiện trường máy bay rơi, các nhà điều tra Nga đã thu thập được hơn 110 mảnh vỡ từ hai tên lửa MiM-104 Patriot. Dữ liệu thu được từ máy quay trên máy bay cho thấy một trong những tên lửa đã phát nổ cạnh buồng lái còn quả thứ hai được cho là trượt mục tiêu và tự phá hủy. Bên cạnh đó, dữ liệu radar của Nga đã xác định được một địa điểm cụ thể ở vùng Kharkov của Ukraine là nơi tên lửa được bắn từ một bệ phóng duy nhất. Hiện tại, các nhà điều tra Nga đang nỗ lực xác định những cá nhân chịu trách nhiệm về việc tổ chức vụ tấn công này. Ủy ban điều tra đã công bố một video cho thấy công việc của họ tại hiện trường máy bay rơi và sau đó là quá trình phân tích pháp y các mảnh vỡ được thu hồi. Một đoạn video cho thấy tia laser chiếu sáng phía trước buồng lái bị hư hại khi các nhà điều tra xác định góc mà các mảnh đạn từ tên lửa được cho là do Mỹ sản xuất đã xuyên qua nó. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay họ không được phía Nga thông báo về việc cần đảm bảo an toàn cho bất cứ chuyến bay quân sự nào trước khi chiếc U-76 rơi. Liên minh châu Âu đã có động thái đầu tiên nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ Ukraine. Theo đó, ngày 24 tháng 6, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell đã công bố đợt viện trợ đầu tiên cho Ukraine với số tiền 1,4 tỷ euro. Số tiền này đến từ lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Liên bang Nga, ấn phẩm Politico cho biết. Một số nguồn tin tiết lộ, ông Borrell đưa ra tuyên bố tương ứng tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU diễn ra tại Luxembourg. Quyết định này dựa trên thỏa thuận được EU thông qua vào ngày 21 tháng 6. Tờ Politico lưu ý, số tiền nói trên sẽ được gửi qua Đức, Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Những quốc gia này sẽ thực hiện các giao dịch cần thiết cho Ukraine. Khoản hỗ trợ này sẽ là bước đầu tiên trong chuỗi hỗ trợ tài chính nhằm giúp đỡ Ukraine trong bối cảnh xung đột leo thang. Liên minh châu Âu đang tìm cách cung cấp hỗ trợ toàn diện cho Kiev và họ đang lên kế hoạch cho những đợt tiếp theo. Theo tờ Politico, dự kiến đợt tiếp theo sẽ được chuyển giao vào mùa xuân năm 2025. Ngoài Ý, Latvia, Romania thì sẽ có thêm Thụy Điển đóng vai trò trung gian. Cơ chế phân bổ vốn giả định rằng các quốc gia này sẽ chịu trách nhiệm mua hàng hóa và dịch vụ mà Ukraine cần để ổn định nền kinh tế và tăng cường khả năng phòng thủ. Trước hết là về việc cung cấp vũ khí, thiết bị y tế cũng như viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng tuyên bố áp dụng gói trừng phạt thứ 14 chống lại Nga. Văn bản liên quan đã được Hội đồng châu Âu chính thức phê duyệt. Đợt cấm vận mới bao gồm hạn chế đối với việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga qua các cảng châu Âu. Bước đi này nhằm mục đích tăng thêm áp lực lên nền kinh tế Nga. Theo tuyên bố từ Hội đồng EU, gói biện pháp trừng phạt thứ 14 bao gồm các hạn chế bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đi kèm bước đi nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Nga đối với công nghệ và thiết bị quan trọng. Đặc biệt, ngăn chặn vận chuyển LNG qua các cảng châu Âu được coi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất, bởi vì Nga là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn. Ngày 25 tháng 6, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội cho biết, 90 binh sĩ Ukraine đã trở về Ukraine sau khi bị Nga giam giữ. Ông Zelensky cho biết, nhà không chỉ là một từ, nhà là Ukraine. Hôm nay, thêm 90 người dân của chúng tôi đã trở về nhà sau thời kỳ bị Nga giam cầm. Ông Zelensky nói thêm, các binh sĩ lực lượng vệ binh quốc gia, hải quân, lục quân, binh sĩ bảo vệ lãnh thổ, biên phòng, những người bảo vệ Mariupol, những người bảo vệ nhà máy điện hạt nhân, Chernobyl, những người ở mặt trận Kherson, Donetsk, Kharkov, Zaporizhia và Lugansk. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thành công trong nỗ lực trung gian hòa giải để trao đổi mỗi bên 90 tù binh. Bộ Ngoại giao UAE cho biết,
Họ thành công nhờ mối quan hệ và quan hệ đối tác đặc biệt với cả hai bên và nhờ các nhà trung gian đáng tin cậy. Phía Ukraine cho biết trong số những người trở về có 32 vệ binh quốc gia, 18 lính biên phòng, 17 đại diện hải quân, 15 binh sĩ lực lượng vũ trang và 8 binh sĩ bảo vệ lãnh thổ đã trở về nước. Đặc biệt, 59 người bảo vệ Mariupol đã được trao trả, trong đó có 52 binh sĩ bảo vệ nhà máy thép Azovstal. 5 vệ binh quốc gia canh gác nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũng được thả ra khỏi nơi giam cầm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 90 tù binh Nga được trả về từ vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Những người này đang gặp nguy hiểm tính mạng khi bị bắt làm tù binh, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Vào ngày 25 tháng 6 ra kết quả của quá trình đàm phán từ lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát. 90 quân nhân Nga được trao trả, những người phải đối mặt với nguy hiểm khi bị giam giữ. 90 tù binh được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Các quân nhân sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ Nga đến Moscow điều trị và phục hồi tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga. Họ sẽ được trợ giúp y tế và tâm lý. Việc Nga và Triều Tiên công bố điều khoản phòng thủ chung được cho là đã tạo ra thay đổi trong cục diện khối Nga-Trung Triều và Mỹ-Nhật-Hàn tại khu vực Đông Bắc Á. Theo hãng thông tấn TASS, hôm 19 tháng 6, nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Triều Tiên, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Triều Tiên-Nga, trong đó có điều khoản phòng thủ chung đảm bảo sự hỗ trợ quân sự nếu một trong hai bên bị tấn công hoặc rơi vào tình trạng xung đột. Dù Điện Kremlin nói rằng hiệp ước này không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào, nhưng văn kiện đã vấp phải phản ứng của Hàn Quốc và các đồng minh của Seoul. Theo toàn văn hiệp ước do hãng thông tấn KCNA đăng tải, hai bên mong muốn ổn định chiến lược toàn cầu và thiết lập một trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng mới, duy trì liên lạc chặt chẽ và tăng cường hợp tác chiến lược và chiến thuật. Hiệp ước bao gồm các điều khoản về hợp tác chính trị, thương mại, đầu tư và an ninh, trong đó hợp tác về an ninh được quy định trong điều 4 của hiệp ước là điều khoản gây chú ý nhất. Điều 4 nêu rõ rằng trong trường hợp có nguy cơ xâm lược vũ trang trực tiếp đối với một trong hai bên sẽ ngay lập tức vận hành kênh đàm phán song phương nhằm điều chỉnh lập trường theo yêu cầu của bên còn lại và thảo luận các biện pháp thực tế khả thi để đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau loại bỏ mối đe dọa hiện hành. Theo hiệp ước, trong trường hợp bất kỳ bên nào trong hai bên bị đặt vào tình trạng xung đột do một cuộc tấn công vũ trang từ một hoặc nhiều quốc gia, bên kia sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự và những hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện ngay lập tức. Bình luận về hiệp ước, ông Kim Jong-un nói rằng đây là hiệp ước mạnh mẽ nhất từ trước đến nay giữa Moscow và Bình Nhưỡng và là bước ngoặt trong sự phát triển của quan hệ song phương. Trong khi đó, ông Putin nói rằng hiệp ước mang tính đột phá và không loại trừ khả năng hai nước sẽ phát triển hợp tác lĩnh vực kỹ thuật quân sự dựa trên nền tảng hiệp ước. Ngay sau khi Nga-Triều Tiên công bố hiệp ước, ngày 21 tháng 6, Hàn Quốc đã phản đối gay gắt bằng việc triệu tập đại sứ Nga tại Seoul, ông Georgi Zinoviev, để truyền đạt lại lập trường của Seoul. Theo đó, Hàn Quốc kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm, lưu ý rằng sự hỗ trợ quân sự của Nga dành cho Triều Tiên sẽ gây tổn hại đến an ninh của Hàn Quốc và chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến mối quan hệ Seoul-Moscow. Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ xác định mức độ viện trợ vũ khí cho Ukraine dựa trên lập trường của Nga đối với Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ, một đồng minh thân thiết của Hàn Quốc, cũng bày tỏ quan ngại về điều khoản hỗ trợ phòng thủ Nga-Triều Tiên. Ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Brown, nói rằng hiệp ước có thể khiến Nga xích mích với Trung Quốc. Ngày 24 tháng 6, ba nước Mỹ-Nhật-Hàn đã tuyên bố chung lên án mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga. Tuyên bố cho rằng việc ký kết hiệp ước giữa Triều Tiên và Nga là mối quan ngại sâu sắc đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ba đồng minh cho biết sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác về an ninh để chống lại các mối đe dọa mà Bình Nhưỡng đặt ra đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Giới quan sát đã có những nhận định khác nhau về điều khoản hỗ trợ phòng thủ giữa Nga và Triều Tiên. Theo hãng thông tấn TASS, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vision and Global Change có trụ sở tại Ý, ông Tiberio Graziani cho rằng điều khoản phòng thủ chung trong hiệp ước là phản ứng trước những hành động gần đây của phương Tây đối với Nga và Triều Tiên. Đồng quan điểm, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok, Nga, giáo sư Antiom Lukin nói, dù Triều Tiên và Nga đã ký nhiều hiệp ước an ninh khác nhau trong nhiều thập niên qua, nhưng điều khoản hôm 19 tháng 6 là lần đầu tiên hai bên có một điều khoản cụ thể về quốc phòng kể từ chiến tranh lạnh. Ông Lukin cho rằng việc này thể hiện mong muốn của Moscow đóng một vai trò lớn hơn ở Đông Bắc Á. Trong khi đó, một số nhà phân tích từ Hàn Quốc cho rằng hiệp ước này giống một hiệp ước phòng thủ chính thức hơn là một thỏa thuận hợp tác. Ông Yo Bi-jun là nhà phân tích tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc nói với đài CNN,
Hiệp ước phản ánh những gì Nga và Triều Tiên đã xây dựng trong những tháng và năm gần đây. Điều khoản phòng thủ chung này rất đáng báo động vì nó gần đạt mức hiệp ước phòng thủ chung. Còn theo ông Yoo Ji-hun, cũng là nhà nghiên cứu tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, điều khoản phòng thủ chung có nghĩa là tất cả năng lực quân sự của hai bên có thể được huy động, bao gồm cả lục quân, hải quân và không quân. Theo vị chuyên gia này, cần quan sát thêm sự hợp tác của Bình Nhưỡng và Moscow trong tương lai để kết luận mức độ của hiệp ước này. Cũng có ý kiến cho rằng, hiệp ước mới giữa Nga và Triều Tiên không đem lại điểm gì khác biệt trong quan hệ song phương. Nhà phân tích an ninh Patrick Cronin của Viện Hudson, Mỹ nói với tạp chí Phố Quân, dù Moscow và Bình Nhưỡng tuyên bố một liên minh trên thực tế, nhưng về cơ bản không có gì mới về quan hệ hai nước so với thời điểm trước chuyến thăm của ông Putin. Về tác động lên Trung Quốc, dù Bắc Kinh chưa bình luận về hiệp ước, nhưng giới quan sát cho rằng hiệp ước ảnh hưởng cách Trung Quốc nhìn nhận tình hình khu vực. Tờ New York Times dẫn lời giáo sư Thời Ân Hoàng, chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, hiệp ước Nga-Triều cùng với liên minh Mỹ-Nhật-Hàn đã làm trầm trọng thêm nguy cơ đối đầu cạnh tranh trong khu vực. Thời Ân Hoàng cho rằng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh và việc quân sự hóa ngày càng tăng trong khu vực khiến một trong những lợi ích sống còn của Trung Quốc bị đe dọa. Ngày 24 tháng 6, Deep State, chuyên trang chuyên theo dõi phân tích tình hình chiến sự Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công phối hợp vào Krasnohorivka và tiến vào bên trong thành phố có ý nghĩa chiến lược ở khu vực Donetsk. Deep State vốn có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU cho hay, quân đội Nga đã triển khai một cuộc tấn công 3 mũi nhọn vào Krasnohorivka. Ngoài ra, các nhà phân tích của Deep State cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga đã tiến vào Krasnohorivka. Các nhà phân tích quân sự của Deep State đã lưu ý vị trí quan trọng chiến lược của Krasnohorivka trong cuộc xung đột đang diễn ra và cập nhật bản đồ chiến đấu cho thấy quân đội Nga đã tiến vào Krasnohorivka. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở Krasnohorivka. Theo Union, bên cạnh đó, lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine AFU cũng ghi nhận hoạt động ngày càng tăng của Nga trong ngày, theo hướng Kurakovo gần Krasnohorivka, tỉnh Donetsk. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, đối phương đang cố gắng tiến lên trên nhiều mặt trận nhưng gặp phải sự kháng cự quyết liệt của binh sĩ Ukraine, dẫn đến thương vong và tổn thất đáng kể về trang thiết bị. Xung đột cũng gia tăng ở Novoalexandrivka, một ngôi làng gần Krasnohorivka. Các quan chức quốc phòng Ukraine mô tả ngôi làng đang hứng chịu hỏa lực dày đặc của đối phương. Trong khi đó, tờ RIA Novosti của Nga đưa tin, lực lượng của Moscow đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine gần Donetsk, cũng là một thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, giành được chỗ đứng tại một trong các quận của thành phố sau khi quân đội Kiev tháo chạy. Theo đó, ở Torres, quân đội Nga đã giành được chỗ đứng trong tiểu khu Severny, kiểm soát các đường Zelenaya và Mira. Giao tranh đang diễn ra trên phố Kievskaya, cũng như tại ngã ba tiểu khu Druba. Ở phía đông Torres, lực lượng của Moscow đã giành được bãi thải cùng loạt công sự của Ukraine. Quân đội Ukraine được cho là không thể giữ vững các vị trí đã chuẩn bị trước đó mà buộc phải tháo chạy, rút lui vào nội thành. Điều này cho thấy Kiev không có đủ người để kiểm soát toàn bộ vành đai phòng thủ bên ngoài Torres và có thể mở ra cơ hội cho lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công sâu vào bên trong thành phố. Trong ngày qua, chiến trường Nga-Ukraine đã ghi nhận nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo đó, ngày 26 tháng 6, kênh Military Summary đưa tin, trong đêm, lực lượng Kiev tăng cường tấn công vào thành phố Belgorod của Nga. Ngoài ra, một kho đạn ở phía bắc mặt trận Kupiang trên lãnh thổ Nga đã bị máy bay không người lái UAV đối phương phá hủy. Có tin đồn về việc Nga đã bắn hạ một UAV trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ trên Biển Đen, nhưng nó đã hạ cánh xuống Ý sau vài giờ. Tại Vokchan, trên mặt trận Kharkov, lực lượng Kiev được cho là đã tiến khoảng 200 mét về phía đông. Kênh SGS ghi nhận kết quả tương tự. Theo thông tin cập nhật từ thực địa như trên, thì dường như Ukraine đang cố gắng bao vây nhóm binh sĩ Nga ở đây. Tình hình đang chuyển biến xấu với lực lượng Moscow. Trong khi đó, tại Sivak, Nga tiến hành cuộc tấn công trên bộ với một số xe bọc thép, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Ở thành phố Krasnogorivka, theo một nguồn tin Ukraine, lực lượng Moscow đã giành được một nửa số tòa nhà cao tầng ở phía đông. Điều này có thể dẫn đến một cuộc bao vây đối với nhiều binh sĩ Ukraine ở xa hơn về phía đông các tòa nhà cao tầng. Quân đội Nga cũng tiến về phía bắc Sokin, dọc theo cánh đồng. Ở Torres, có xác nhận trực quan đầu tiên rằng họ đang tiến về làng Druba. Kênh Ridovka đưa tin, phía đông Ukleda, quân đội Nga phát triển từ Vladimirovka đến đường cao tốc tới Konstantinovka.
các đơn vị tiên phong của họ chỉ còn cách đó không quá 1,5 km. Việc tiếp cận tuyến đường này sẽ cho phép lực lượng Moscow bắt đầu tấn công vào hai ngọn đồi, bãi thải của mỏ Yuzhno-Donbaskaya số 3 và bãi thải của mỏ Yuzhno-Donbaskaya số 1. Hai cao điểm này cung cấp chỗ dựa cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trong thành phố từ phía đông và phía bắc. Việc kiểm soát những bãi thải này sẽ cho phép quân đội Nga bắn xuyên qua toàn bộ khu vực. Điều này có nghĩa là không chỉ cắt đứt tuyến đường chính mà các chiến binh lực lượng Kiev ở Ukleda nhận tiếp tế mà còn kiểm soát hỏa lực đối với các tòa nhà của mỏ Yuzhno-Donbaskaya số 3 và làng công nhân gắn liền với nó. Sau khi giành được các cao điểm gần Ukleda, quân đội Nga sẽ nhận được chìa khóa để bảo vệ thành phố. Ở một diễn biến khác, ngày 25 tháng 6, Radio Liberty đã công bố hình ảnh vệ tinh chụp cho thấy vụ cháy tại kho đạn dược ở Onkhovatka, vùng Voronezh của Nga. Theo hình ảnh, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho đạn với ít nhất 2 đám cháy, phù hợp với những gì người dân địa phương nói về hai chiếc UAV đã tấn công nơi này vào đêm 25 tháng 6. Trong đoạn video do người dân địa phương quay lại, có thể nghe rõ âm thanh của các vụ nổ thứ cấp. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 25 tháng 6 cho biết, các binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Magura đã giữ vững vị trí, khéo léo đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, sử dụng hiệu quả hỏa lực vô hiệu hóa nhân lực và trang thiết bị, gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày, 123 cuộc đụng độ đã xảy ra. Trong ngày, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh vào 10 khu vực tập trung quân và 2 điểm kiểm soát của Nga. Đối phương đã thực hiện 43 cuộc không kích trên lãnh thổ Ukraine bằng 60 bom KAB và sử dụng 368 UAV. Đồng thời, Nga tiến hành hơn 2.700 cuộc tấn công bằng đại bác, pháo, tên lửa, súng cối, vũ khí nhỏ và vũ khí trên xe chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Seversky, Torets, Pokrovsky, Kurakhovsky. Tình hình ở Vremovsky và Orekhov không có gì thay đổi. Các cuộc tấn công của Nga ở các khu vực Konstantinovka, Urochayni, Malaya Tomaka và Robotino đều không thành công. Không có tổn thất về vị trí hoặc lãnh thổ. Tại Dnipro, 4 đợt tấn công của Nga đều không thành công. Tình hình đã được kiểm soát. Báo cáo cho biết, ở các mặt trận khác, tình hình không thay đổi đáng kể. Ngày 25 tháng 6, chia sẻ với phóng viên bên lề hội nghị Primkop Reading, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân hiện rất cao. Ông nói, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân hiện rất cao. Ông Ryabkov cũng cho biết, các đối thủ phương Tây cố tình đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được cho các cuộc đàm phán an ninh với Moscow. Ông Ryabkov nói, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi cần suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo và cách giảm thiểu rủi ro xảy ra sau một cuộc đụng độ trực tiếp. Cần tiếp tục một cuộc trao đổi chuyên nghiệp về vấn đề này. Thật không may, các đối thủ của chúng tôi đã chính thức đưa ra những điều kiện cố tình không thể chấp nhận được để tiến hành một cuộc đối thoại như vậy. Thứ trưởng Ryabkov cho rằng, việc phương Tây đánh giá thấp khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Quan chức Nga nói, tình hình hiện tại không có giải pháp dễ dàng và không có lối thoát dễ dàng. Tất nhiên, việc các đối thủ phương Tây đánh giá thấp khả năng sẵn sàng tự vệ của Nga và việc Nga đảm bảo lợi ích của mình trong mọi tình huống là rất rủi ro. Tôi thậm chí không muốn suy đoán rằng sự đánh giá thấp này có thể trở thành bi kịch. Ông Ryabkov khẳng định Nga có đủ nguồn lực để truyền tín hiệu tới phương Tây về việc răn đe hạt nhân, ngay cả khi các nước này không sẵn sàng tiến hành một cuộc đối thoại. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, tôi tin rằng chúng tôi có nguồn lực cho phép chúng tôi làm điều đó, truyền tải thông điệp mặc dù phía bên kia thiếu sự sẵn sàng để tiến hành một cuộc đối thoại rõ ràng và tỉnh táo, giống như cuộc đối thoại mà chúng tôi từng có trước đây. Nhưng vẫn có một mối nguy hiểm, không nên đánh giá thấp điều đó. Một quốc gia có thể mắc sai lầm, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó. Ông Ryabkov kêu gọi cộng đồng toàn cầu ngăn chặn thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn hạt nhân. Ông nhấn mạnh, mục tiêu chung của chúng ta là ngăn chặn thế giới và trước hết là thế giới đa cực rơi vào hỗn loạn hạt nhân. Nhà ngoại giao Nga cho biết vấn đề này rất quan trọng. Ông Ryabkov nói thêm, thế giới hạt nhân đa cực và vai trò của các hiệp ước đa phương trong lĩnh vực kiểm soát và không phổ biến vũ khí là một vấn đề rất quan trọng cần được thảo luận.
Trong bình luận trên kênh Telegram hôm 21 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ khá nghiêm túc trong việc đàm phán với Nga về việc một hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tuy nhiên, ông Medvedev khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn nước này gia nhập NATO. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không tiếp tục tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới với Mỹ cho đến khi Washington lắng nghe quan điểm của Moscow. Thời gian qua, quân đội Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Hồi tháng 4 năm nay, chỉ huy một lữ đoàn Ukraine cho biết một quân nhân nước này hiện phải cáng đáng việc của 3-4 người, thêm rằng thiếu hụt binh sĩ hiện là vấn đề còn cấp thiết hơn cả đạn dược. Kiev từ lâu đã nhận thức rõ vấn đề này. Tháng 12 năm ngoái, các quan chức quân đội Ukraine cho biết họ cần bổ sung 500.000 tân binh để có thể đáp ứng nhu cầu nhân lực trên tiền tuyến. Kể từ đó, giới chức nước này đã tiến hành nhiều động thái nhằm thu thêm thanh niên nhập ngũ khi diễn biến chiến trường ngày càng khốc liệt. Hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký duyệt dự luật hạ tuổi huy động quân từ 27 xuống 25. Sau đó một tháng, Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép tù nhân gia nhập quân đội, dự kiến giúp lực lượng vũ trang nước này có thêm khoảng 20.000 tân binh. Dù vậy, các biện pháp trên vẫn chưa thể giúp Kiev giải quyết được bài toán thiếu nhân lực. Trong cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng 6, chuyên gia cấp cao của Viện Nghiên cứu Ukrainian Prince và là cựu cố vấn của Bộ trưởng Chính sách Thông tin Ukraine là Julia Kasdobina nhận định, tuy mọi người đều nhận thức rằng cần phải cầm súng chiến đấu, việc hệ thống tuyển quân không được tổ chức tốt và được cho là không công bằng đã khiến động lực nhập ngũ của thanh niên sụt giảm. Có một đơn vị Ukraine nằm ngoài xu thế này là lữ đoàn xung kích độc lập số 3, được thành lập vào tháng 11 năm 2022. Đơn vị này sau đó trở nên nổi tiếng vì là lực lượng tinh nhuệ từng tham gia các trận đánh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột, trong đó có Bakhmut và Avdiivka. Tuy nhiên, theo Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, CEPA, có trụ sở tại Mỹ, đây chỉ là một trong các nguyên nhân giúp đơn vị này thu hút được lực lượng lớn tân binh, ước tính lên tới 900 người mỗi tháng. Nhiều lữ đoàn Ukraine khác cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh và chia sẻ chiến tích, song lữ đoàn số 3 được đánh giá là nổi bật hơn hẳn về mặt đánh bóng hình ảnh. Lữ đoàn có hẳn một đội ngũ truyền thông hùng hậu với 12 nhân viên toàn thời gian, bao gồm nhân viên phụ trách báo chí, người quay phim và biên tập viên. Chuyên gia Kasdobina cho biết, họ đang đi đầu trên lĩnh vực tuyển quân công khai. Lữ đoàn sở hữu một website được thiết kế chuyên nghiệp, bắt mắt, nhắm vào đối tượng là giới trẻ. Các danh mục trên website được sắp xếp khoa học, giúp người xem có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin phù hợp và nộp đơn gia nhập nếu muốn. Đội ngũ truyền thông của lữ đoàn cũng đã xây dựng một kênh YouTube riêng, hiện đã đạt mốc 1,2 triệu người đăng ký, cao gấp 5 lần so với đầu năm ngoái. Một số video chiến trường của lữ đoàn thu hút được 4 đến 5 triệu lượt xem, dù phải chỉnh sửa nhiều để đáp ứng nguyên tắc kiểm duyệt của YouTube. Tuần trước, lữ đoàn đăng video được cho là quay cảnh một nhóm binh sĩ Nga bước ra từ chiến hào gần thành phố Vovchan, tỉnh Kharkov, với hai tay giơ cao hoặc trói sau lưng. Dường như đã đầu hàng, họ sau đó được phỏng vấn bên trong một căn phòng trông giống như lớp học. Ngoài các video về giao tranh, đội ngũ truyền thông của lữ đoàn còn tạo ra các nội dung dịu mát hơn về đời sống hàng ngày của binh sĩ trên tiền tuyến, bao gồm những cuộc phỏng vấn với các thành viên của đơn vị, trong đó họ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và truyền cảm hứng cho những người còn ở hậu phương. Chuyên gia tại CEPA, bà Elina Beketova nhận định, lữ đoàn số 3 Ukraine thành công trong nỗ lực tuyển quân vì đã xây dựng được một hệ thống bài bản, bao gồm cả quá trình huấn luyện. Bà nói, lữ đoàn sẽ đào tạo chuyên sâu để giúp các tình nguyện viên được chuẩn bị đầy đủ về cả tinh thần và thể chất cho nhiệm vụ ở tiền tuyến. Nếu có người chưa sẵn sàng chiến đấu, lữ đoàn sẽ tiếp tục huấn luyện và tìm kiếm cho họ vị trí phù hợp nhất. Lữ đoàn hiện có 4 trung tâm tuyển quân ở các thành phố Kiev, Dnipro, Lviv và Odessa. Website của đơn vị cho biết họ cung cấp một khóa thử nghiệm kéo dài 7 ngày cho những tân binh tiềm năng muốn đánh giá bản thân đã sẵn sàng gia nhập quân đội hay chưa. Theo nội dung trên website, nếu bạn nhận thấy mình không phù hợp với môi trường quân đội, bạn có thể ngừng khóa thử nghiệm và rời đi bất cứ lúc nào. Những người đồng ý nhập ngũ sau đó sẽ trải qua một khóa huấn luyện thực sự kéo dài 30 ngày. Sau khi kết thúc khóa này, những ai vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng sẽ tiếp tục được đào tạo thêm. Trung sĩ Yuri Kovstun, thành viên lữ đoàn cho biết, nhiệm vụ của họ là biến kẻ yếu nhất trở thành người mạnh nhất để có thể sống sót trên chiến trường.
Lữ đoàn số 3 cũng cố gắng giúp những tân binh có chuyên môn tìm được vị trí thích hợp nhất với kỹ năng của họ. Chuyên gia Beketova cho hay, nếu một người không giỏi vận hành pháo, song có thể đảm nhiệm tốt vai trò khác, đơn vị sẽ tìm nhiệm vụ mới cho người này. Bộ Quốc phòng Ukraine nhận thấy ưu điểm của hình thức trên và đã học hỏi. Hồi tháng 3 năm nay, cơ quan này thông báo sẽ áp dụng phương thức tuyển quân mới, trong đó cho phép tình nguyện viên được chọn đơn vị và thậm chí cả vị trí chiến đấu mong muốn. Chuyên gia Beketova cho biết, ứng viên sẽ trải qua các cuộc phỏng vấn và bài kiểm tra trước khi được phân vào đơn vị họ đã chọn. Ngoài ra, lữ đoàn số 3 cũng cung cấp dịch vụ chuyên chăm sóc cho thương binh và tù binh, được gọi là dịch vụ bảo trợ. Chuyên gia Kasdobina nhận định, có hai kiểu quân đội Ukraine, một kiểu hoạt động kém hiệu quả và không tôn trọng binh sĩ, kiểu còn lại được tổ chức tốt và coi trọng tính mạng của quân nhân, lữ đoàn số 3 là kiểu thứ hai. Thời gian gần đây, Ukraine đang xem xét việc triển khai một đội thiết bị không người lái mặt đất UGV để chiến đấu trên tiền tuyến, thực hiện vai trò thay cho binh sĩ khi Kiev đang tăng cường chế tạo kho vũ khí không người lái đối phó Nga. UGV hay còn gọi là robot mặt đất có thể tiến hành các cuộc tấn công vào vị trí của Nga, tập kích cảm tử và làm nhiệm vụ tiếp tế đạn dược cho tiền tuyến, sơ tán thương binh. UGV của Ukraine đã thực hiện các loại nhiệm vụ này mặc dù chưa thể so với máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái về mặt quy mô. Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, robot mặt đất là một trong những giải pháp nếu robot có thể chiến đấu thay con người, tại sao chúng ta không thử làm điều này? Ông Fedorov nói, tôi tin rằng robot công nghệ thay đổi cuộc chơi tiếp theo trong cuộc chiến này giống như UAV ở thời điểm trước đó. Ông Fedorov đã thành lập Unit 24, một sáng kiến của chính phủ Ukraine trong 2 năm qua, đã giúp thúc đẩy các nỗ lực chiến đấu của Kiev bằng cách quyên tiền để mua vũ khí như UAV. Gần đây, Unit 24 đã phát động một chiến dịch gây quỹ để mua 3 loại robot mặt đất cho quân đội. Ukraine hy vọng sẽ sử dụng các robot mặt đất mới vào các vai trò khác nhau, hỗ trợ chiến đấu trực tiếp, giải mìn và các hoạt động hậu cần trên chiến trường. Các robot chiến đấu mặt đất mới có thể tấn công và bảo vệ các vị trí cũng như tiến hành giám sát và trinh sát. Tất cả đều được vận hành từ xa ở khoảng cách lên đến 4 km. Các hệ thống này được trang bị súng máy, được tăng cường khả năng chống lại hỏa lực từ vũ khí hạng nhẹ và được trang bị camera chụp ảnh nhiệt cho các nhiệm vụ vào ban đêm. Các robot giải mìn có thể đe dọa thiết giáp, vị trí và tuyến đường tiếp tế của Nga. Được trang bị mìn chống tăng, các hệ thống này có thể lao vào mục tiêu với tốc độ hơn 24 km/h trước khi phát nổ hoặc có thể thả chất nổ xuống mặt đất. Chúng có thể được vận hành từ xa khoảng cách gần 5,6 km. Mặt khác, các robot hậu cần có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ cứu hộ binh sĩ và tiếp tế. Những hệ thống này có thể nhanh chóng cung cấp đạn dược và thiết bị đến các vị trí tiền tuyến và sơ tán binh lính bị thương với tải trọng hơn 589 kg và phạm vi hoạt động 40 km. Ukraine tin rằng các robot sẽ cứu mạng sống của quân đội và dân thường. Phía Ukraine nhấn mạnh, chúng sẽ chiến đấu bên cạnh con người và vì con người. Những robot đầu tiên đã chứng minh được tính hiệu quả của chúng trên chiến trường, nhưng còn nhiều thứ cần phải làm. Ông Fedorov cho biết, Ukraine không đặt ra mục tiêu cụ thể về số lượng robot họ muốn có được, nên đang cố gắng sản xuất càng nhiều càng tốt vì họ có nhu cầu UGV liên tục trên tiền tuyến. Giá thành của các dòng robot khác nhau tùy vào tính năng, nhà sản xuất. Các hệ thống có công nghệ phức tạp hơn, ví dụ con súng máy, sẽ đắt hơn những hệ thống được sử dụng chủ yếu cho hoạt động sơ tán y tế mà không kèm theo bất cứ vũ khí nào. Ông Fedorov giải thích rằng mục tiêu hiện nay là đầu tư ngành công nghiệp quốc phòng để các cơ sở sản xuất có thể nghiên cứu, phát triển và mở rộng quy mô sản xuất UGV. Điều này sẽ dẫn đến sản phẩm rẻ hơn, nhanh hơn và tốt hơn. Ông tuyên bố, ngành sản xuất UAV của Ukraine đã đạt được bước tiến lớn theo cách này và UGV giờ là trọng tâm kế tiếp. Cả Ukraine và Nga đều đã sử dụng UGV trong cuộc chiến này. Hồi đầu tháng này, nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Nga Rostec tuyên bố chế tạo thành công robot tấn công cảm tử mặt đất đầu tiên trên thế giới và đã đem sang Ukraine thử lửa. Robot này cũng có phiên bản vận tải làm nhiệm vụ hậu cần. Nga cũng trình làng UGV có gắn thiết bị tác chiến điện tử, tạo mái vòm, bảo vệ vũ khí và binh sĩ trước UAV của Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới về giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, cả Kiev và phương Tây đã phớt lờ đề xuất này. Trước tình hình đó, ngày 25 tháng 6, phát biểu tại một diễn đàn quốc tế diễn ra tại Moscow, trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov cho rằng đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin có nghĩa là gần như ngay lập tức chấm dứt xung đột ở Ukraine.
ông Usakov trích lại nguyên văn thông điệp của Tổng thống Putin gửi đến diễn đàn. Không như nhiều chính trị gia phương Tây thậm chí không thèm đi đến cốt lõi của sáng kiến mà chúng tôi đề xuất, tôi hy vọng những người tham gia diễn đàn sẽ nghiên cứu nó một cách chu đáo và hợp lý. Các vị sẽ thấy rằng nó mang lại cơ hội thực sự để ngăn chặn xung đột và chuyển sang giải pháp chính trị, ngoại giao. Ông hy vọng trong các phiên thảo luận, những người tham gia diễn đàn sẽ chú ý đến đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin. Ông nhấn mạnh, quan trọng nhất, điều này sẽ mang đến cơ hội ngăn chặn diễn biến chiến trường leo thang và tổn thất về người. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng phương Tây muốn tiếp tục đối đầu với Nga đến người Ukraine cuối cùng. Theo đề xuất của Tổng thống Nga Putin, Nga đề nghị Ukraine công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định Nga luôn sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng các bên cần nghiên cứu nghiêm túc đề xuất hòa bình của Moscow. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất hòa bình mà ông Putin đưa ra, bất chấp giới chức Nga cảnh báo các đề xuất sau này thậm chí sẽ bất lợi hơn cho Kiev. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cả Moscow và Kiev đều tuyên bố để ngỏ đàm phán, nhưng đều cho rằng đối phương không có thiện chí đối thoại chấm dứt xung đột. Một số nhà phân tích nhận định kết quả cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay ở Mỹ có thể tác động đến cục diện xung đột Nga-Ukraine, đặc biệt trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Ông Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ, từ lâu đã phàn nàn về các khoản viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Ông tuyên bố nếu tái đắc cử, ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Ý tưởng mà ông Trump và đội ngũ của ông đang theo đuổi là buộc Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với những nhượng bộ nhất định. Washington có thể gây sức ép với Ukraine bằng cách cắt viện trợ hoặc với Nga bằng tuyên bố sẽ cấp thêm vũ khí cho Kiev. Phản ứng về kế hoạch do đội ngũ của ông Trump vạch ra, hôm 25 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, mọi kế hoạch hòa bình mà chính quyền tương lai của ông Trump đề xuất cần phản ánh đúng thực tế trên tiền tuyến. Một đề xuất chỉ có giá trị khi đảm bảo được quyền lợi của các bên liên quan. Tuy vậy, như Tổng thống Putin đã nói nhiều lần, Nga luôn sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại. Ngày 25 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Pháp và sẵn sàng tham gia đàm phán ở mức độ mà các đối tác của Moscow sẵn sàng. Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa với các cường quốc nước ngoài. Ông Peskov nói thêm, Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, đặc biệt là các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm đạt được những kết quả nhất định. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại ở mức độ mà các đối tác của chúng tôi cũng sẵn sàng, hoàn toàn không có điều kiện nào cho việc này. Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga vì tin vào sức mạnh của đối thoại. Tổng thống Macron nói, tôi sẽ tiếp tục đối thoại với ông Putin. Tôi tin rằng việc tiếp tục đối thoại luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Nhà lãnh đạo Pháp nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa và hướng tới hòa bình với Nga. Song nhà lãnh đạo Pháp trước đó cũng nói rằng vẫn chưa thấy có cơ hội thực sự nào để đàm phán với Moscow. Ngày 24 tháng 6, Liên minh châu Âu-EU đã tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 19 công ty Trung Quốc với cáo buộc họ hỗ trợ nỗ lực xung đột của Nga ở Ukraine. Danh sách 19 công ty này đã được công bố trên tạp chí chính thức của EU, bao gồm một số công ty có trụ sở tại Hồng Kông cũng như hai gã khổng lồ về vệ tinh toàn cầu. Gói trừng phạt thứ 14 của EU áp đặt lên Nga đã bổ sung 61 công ty mới vào danh sách các thực thể bị cáo buộc trực tiếp hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, nâng tổng số lên 675 doanh nghiệp. Các công ty này hiện đang phải chịu những hạn chế mạnh mẽ trong việc buôn bán hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng có thể được sử dụng để tăng cường lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Nga. Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc của phương Tây rằng họ đang hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong số các công ty mới được thêm vào có hai công ty lớn trong ngành vệ tinh Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan đến việc bán vệ tinh và hình ảnh vệ tinh cho lực lượng Wagner khét tiếng của Nga từng tham chiến ở Ukraine. Hồi tháng 10 năm ngoái, một cuộc điều tra của AFP cáo buộc rằng Wagner vào năm 2022 đã ký một hợp đồng trị giá 30 triệu đô la Mỹ với công ty Beijing Junze Technology Co. Ltd. của Trung Quốc để mua hai vệ tinh và sử dụng hình ảnh của chúng. Hợp đồng được ký vào tháng 11 năm 2022, hơn nửa năm sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ
và lực lượng Wagner dưới sự chỉ đạo của ông trùm Yevgeny Prigozhin đang đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường. Hai vệ tinh có độ phân giải cao này thuộc sở hữu của công ty công nghệ vệ tinh Trang Quang, công ty vệ tinh hàng đầu thế giới, cũng là đơn vị bị thêm vào danh sách trừng phạt của EU. Một công ty Trung Quốc khác có tên trong danh sách là Hess Aerospace Technology, chuyên bán hình ảnh vệ tinh và bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào năm 2023 vì làm ăn với tập đoàn Wagner. Ngay cả khi Trung Quốc không chuyển giao vũ khí trực tiếp cho Nga, Mỹ và châu Âu vẫn cáo buộc nước này bán linh kiện, thiết bị cho ngành công nghiệp quân sự Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã bác bỏ những cáo buộc trên là thông tin sai sự thật. Các công ty có trụ sở tại Nga chiếm khoảng một nửa trong số 61 đơn vị bị EU thêm vào danh sách hôm 24 tháng 6. Ngoài 19 công ty Trung Quốc, còn có thêm 9 công ty từ Thổ Nhĩ Kỳ, 2 công ty ở Kyrgyzstan, 1 công ty ở Ấn Độ, 1 công ty ở Kazakhstan và 1 công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nằm trong danh sách bị trừng phạt. Khi các thành viên NATO chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh tại Washington vào tháng 7 tới, Mỹ và các đồng minh chủ chốt bao gồm Anh và Đức đang tranh luận về mức độ cam kết mạnh mẽ dành cho nỗ lực tham gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Ukraine. Theo tờ Telegraph của Anh, đầu tuần trước, Mỹ và Đức đã từ chối kế hoạch của châu Âu nhằm cung cấp cho Ukraine một con đường không thể đảo ngược để gia nhập NATO, mà thay vào đó đưa ra một cam kết nhẹ nhàng hơn và không có mốc thời gian cụ thể. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây chấp nhận họ gia nhập NATO. Tuy nhiên, ngay cả khi Ukraine được thừa nhận, nước này sẽ không được đảm bảo rằng NATO sẽ triển khai lực lượng trên thực địa hoặc hỗ trợ nhiều hơn những gì Kyiv đã nhận được từ khối. NATO là liên minh quân sự hình thành trong vai trò một thành lũy trước sự lớn mạnh của Liên Xô trong thời kỳ đầu sau Thế chiến II, song vẫn được duy trì và hoạt động khá tích cực trong nhiều thập niên sau khi Liên Xô sụp đổ. Một trong những nguyên tắc sáng lập của NATO là phòng thủ tập thể, thể hiện trong điều khoản số 5 của Hiệp ước Washington 1949, còn gọi là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Điều khoản này quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh và tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ những nạn nhân của một cuộc tấn công như vậy ngay lập tức. Tuy nhiên, điều 5 đòi hỏi những gì từ các đồng minh NATO và liệu họ có phải tuân thủ nó nếu cần hay không? Theo các học giả, chuyên gia pháp lý và nhà lập pháp Mỹ, câu trả lời là các thành viên NATO không nhất định phải tuân thủ điều 5. Điều 5 viết, các bên đồng ý rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều thành viên trong số họ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các bên. Và do đó họ đồng ý rằng nếu một cuộc tấn công vũ trang như vậy xảy ra, mỗi bên sẽ thực hiện quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể được công nhận bởi điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ bên hoặc các bên bị tấn công bằng cách thực hiện hành động đó nếu thấy cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục và duy trì an ninh của khu vực Bắc Đại Tây Dương. Nhưng điều 5 cũng giải thích thêm rằng các điều khoản của Hiệp ước sẽ được các bên thực hiện phù hợp với quy trình hiến pháp tương ứng của họ. Ngôn ngữ của Hiệp ước ký năm 1949 có nghĩa là tùy thuộc vào các quốc gia thành viên NATO và cơ quan lập pháp tương ứng của họ để xác định xem liệu có và làm thế nào để giải cứu các đồng minh của họ hay không. Đầu tuần trước, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Emory, ông Dan Rather và phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Albany thuộc Đại học bang New York, ông Brian Greenhill đã viết cho tờ The Conversation rằng Mỹ và các nước phương Tây khác có thể đứng ngoài cuộc xung đột liên quan đến một quốc gia NATO mà không phá vỡ các cam kết liên minh của họ. Ngôn ngữ của Hiệp ước NATO có những kẽ hở khiến các nước thành viên không tham gia vào cuộc chiến của các thành viên khác trong một số tình huống nhất định. Các nhà khoa học chính trị thu hút sự chú ý đến thực tế là trong khi Hiệp ước hình dung khả năng sử dụng lực lượng quân sự trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ bên ngoài, thì nó lại không bao gồm một định nghĩa rõ ràng về cuộc tấn công vũ trang thực sự là gì. Các học giả lưu ý rằng, trước đây, điều đó cho phép NATO lập luận rằng một hành động bạo lực chống lại một thành viên không nhất thiết đủ để định nghĩa đó là một cuộc tấn công vũ trang. Theo ông Rater và ông Greenhill, các thành viên NATO chỉ chính thức viện dẫn điều 5 một lần sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc, hỗ trợ Washington tuần tra bầu trời của nước này từ giữa tháng 10 năm 2001 đến giữa tháng 5 năm 2002. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã chọn không gửi quân tới Afghanistan khi Mỹ tuyên chiến với Taliban.
Các học giả chỉ ra rằng các quốc gia NATO không tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan của Washington, cũng không bị coi là vi phạm hiệp ước của liên minh, cũng như không bị trừng phạt hay bị loại khỏi liên minh. Ngoài ra, theo các học giả Mỹ, các thành viên NATO cũng đã sử dụng vấn đề địa lý để tránh xa khỏi các cuộc xung đột với các đồng minh của họ. Chẳng hạn, khi Anh và Argentina gây chiến ở khu vực quần đảo Falkland vào năm 1982, Mỹ và các quốc gia NATO khác đã đề cập đến thực tế là Hiệp ước NATO quy định việc khôi phục và duy trì an ninh ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, trong khi quần đảo Falkland nằm ở Nam Đại Tây Dương. Tháng 6 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul đã đề cập đến vấn đề quy định phòng thủ chung trong Điều 5 để nhấn mạnh rằng việc một cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào tất cả, sẽ không tự động gây ra phản ứng của quân đội Mỹ. Ông Paul nói, Hiến pháp trao cho Quốc hội thẩm quyền duy nhất để xác định địa điểm và thời điểm chúng ta gửi con trai, con gái của mình đi chiến đấu. Chúng ta không thể giao trách nhiệm đó cho Tổng thống, Tòa án, một cơ quan quốc tế hoặc các đồng minh của ta. Thượng nghị sĩ Rand Paul lên án những người mà ông cho là đã lừa dối công chúng về những cam kết của Mỹ theo Điều 5. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, Tổng thống Joe Biden kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bật đèn xanh cho gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, với tư cách là thành viên NATO, chúng tôi đã cam kết rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO. Moscow đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng cho rằng việc tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào là điều vô lý. Tuy nhiên, ngay cả khi kịch bản như vậy xảy ra, việc Mỹ có ra quân để bảo vệ đồng minh hay không sẽ tùy thuộc vào các nhà lập pháp Mỹ, chứ không phải Tổng thống Biden. Trung tâm Tư pháp Brennan BCG, một viện luật và chính sách công phi lợi nhuận, tại Trường Đại học New York giải thích, bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào giữa Nga và NATO chắc chắn sẽ có tính chất, phạm vi và thời gian đáng kể và do đó sẽ cần có sự cho phép của Quốc hội Mỹ. BCG làm rõ rằng, theo nghị quyết về quyền lực xung đột năm 1973, việc Quốc hội Mỹ cho phép sử dụng vũ lực sẽ không được suy ra từ bất kỳ hiệp ước nào trước đây hoặc sau này đã được phê chuẩn. Họ lưu ý đến thực tế là Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush đã tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội cho cuộc xung đột Afghanistan và xung đột Iraq phù hợp với quy định của nghị quyết trên. BCG nhấn mạnh rằng nếu Điều 5 được viện dẫn thì bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào có thể quyết định rằng thay vì đáp trả bằng vũ lực, họ sẽ gửi thiết bị quân sự cho các đồng minh NATO hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đối thủ của họ. Trên thực tế, hình thức hỗ trợ này dành cho Ukraine đã được tiến hành. Các nước NATO đang gửi thiết bị quân sự cho chính quyền Kiev và sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Nga và các đồng minh của nước này. Thật khó để tưởng tượng Kiev có thể hy vọng nhận được gì hơn nữa từ các đồng minh phương Tây khi gia nhập NATO. Lời kêu gọi hồi tháng 2 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ khả năng triển khai quân của NATO đến Ukraine đã nhận được rất ít sự nhiệt tình từ các quốc gia thành viên của liên minh. Giáo sư Reuter và Phó giáo sư Greenhill kết luận, vì vậy, khi tranh luận về chính sách của Mỹ đối với các đối tác liên minh và liệu nước này có nên kết nạp các thành viên mới như Ukraine hay không, điều quan trọng là cả hai bên phải đánh giá cao rằng các cam kết liên minh không hoàn toàn mang tính ràng buộc về mặt pháp lý hoặc chính trị như hiểu biết thông thường. Những ngày gần đây, các cuộc pháo kích giữa Israel và lực lượng Hezbollah đang gia tăng sau khi một chỉ huy cấp cao của lực lượng này thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Trước tình hình đó, ngày 25 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzadi Hanebi cho biết nước này mong muốn chấm dứt căng thẳng với lực lượng Hezbollah ở Liban bằng biện pháp ngoại giao. Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố ven biển Herliza, miền trung Israel, ông Hanebi cho biết Israel đã và đang thảo luận với giới chức Mỹ về khả năng đạt được một thỏa thuận với Hezbollah sau khi giai đoạn giao tranh căng thẳng ở dải Gaza kết thúc. Theo ông Hanebi, giới chức Mỹ và Israel sẽ tiếp tục thảo luận trong những tuần tới để đạt được thỏa thuận với Hezbollah nhằm chấm dứt căng thẳng hiện tại. Ông Hanebi nhấn mạnh Israel ưu tiên các biện pháp ngoại giao, nhưng cũng có thể sử dụng các biện pháp khác nếu phương thức ngoại giao không hiệu quả. Trước đó, ngày 24 tháng 6, tại cuộc họp ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhanh chóng xây dựng một kế hoạch mạnh mẽ sau cuộc xung đột ở dải Gaza, đồng thời đảm bảo căng thẳng với Hezbollah ở biên giới phía Bắc không leo thang. Căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban đã gia tăng kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza bùng nổ vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah đã phóng nhiều tên lửa về phía Israel để ủng hộ người dân Palestine ở dải Gaza.
Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở Liban. Tiến sĩ Lorenzo Giombetta, học giả và nhà phân tích chuyên về Trung Đông tại Beirut nhận định, theo quan điểm của Israel, rất khó để tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh trên hai mặt trận, mặc dù trong nội các chiến tranh của Israel có nhiều bộ đang sẵn sàng mở mặt trận thứ hai với Hezbollah. Hezbollah đã nhiều lần cảnh báo sẽ tăng cường các hành động quân sự nếu Israel không ngừng sát hại dân thường Palestine ở dải Gaza. Hezbollah cũng đã tăng cường các cuộc tấn công Israel khi Tel Aviv tiến sâu vào Rafah. Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah Seyed Hassan Nasrallah đã hạ thấp lời đe dọa của Israel về việc phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại lực lượng này. Ông Nasrallah cảnh báo Hezbollah sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh gồm 100.000 binh sĩ, có khả năng tiến hành các hành động quân sự chống lại Israel trên cả 3 lĩnh vực, trên bộ, trên không và trên biển. Thủ lĩnh Nasrallah nhấn mạnh lực lượng này không muốn tham gia cuộc chiến toàn diện với Israel và kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và vĩnh viễn ở Gaza. Ngày 24 tháng 6, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho biết Liên minh châu Âu EU nên dỡ bỏ kế hoạch áp thuế xe điện nước này trước ngày 4 tháng 7. Lời đề nghị được đưa ra sau khi Trung Quốc và Ủy ban châu Âu đồng ý đàm phán về kế hoạch áp thuế đối với xe điện Trung Quốc nhập khẩu vào EU, mở ra cơ hội giảm căng thẳng giữa hai bên. Ủy ban châu Âu cho biết sẽ đàm phán với Trung Quốc tại Brussels Bỉ trong tuần này. Sau khi gặp gỡ các quan chức Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 22 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck tuyên bố, tôi muốn nói với các đối tác Trung Quốc rằng cánh cửa đàm phán luôn rộng mở. Trước đó, ngày 12 tháng 6, Liên minh châu Âu EU công bố sẽ áp thuế lên tới 38,1% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 4 tháng 7 do nghi ngờ chính phủ Trung Quốc trợ cấp quá mức và không công bằng. EU sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thuế quan trước ngày 2 tháng 11, thời điểm kết thúc điều tra chống trợ cấp. Ngày 24 tháng 6, người phát ngôn của Ủy ban EU cho biết, phía EU nhấn mạnh bất kỳ kết quả đàm phán nào về cuộc điều tra phải giải quyết hiệu quả vấn đề trợ cấp của Trung Quốc. Ủy ban EU cùng các chuyên gia và các nhóm vận động hành lang đồng thời khẳng định Trung Quốc phải sẵn sàng nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán sắp tới. Chuyên gia cao cấp tại Bruggen, một tổ chức tham vấn có ảnh hưởng quan trọng tới các vấn đề của EU, bà Alicia Garcia Herrero nhận xét, EU không thể thay đổi một quyết định đã được cân nhắc suốt nhiều tháng qua. Quả thực Trung Quốc đang gây sức ép lên các quốc gia thành viên. Bà đồng thời cho biết hiện tại không ai dám hủy bỏ kế hoạch thuế quan nêu trên. Nhận định về vấn đề, Giám đốc Phòng Thương mại Đức tại Trung Quốc, ông Maximilian Butek cho rằng Trung Quốc không bao giờ loại bỏ thuế quan sơ bộ trước ngày 4 tháng 7, trừ khi Trung Quốc giải quyết mọi vấn đề phía châu Âu đã nêu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Trung Quốc phải có những thay đổi tiến bộ nghiêm túc khi đối diện với vấn đề. Theo Reuters, Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả sau hàng loạt rào cản thuế của Mỹ từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu tiếp tục bị cuốn vào một cuộc chiến thuế quan khác với EU, thì đó là điều Trung Quốc không mong muốn. Tuy nhiên, dù nhiều lần kêu gọi dừng áp thuế và bày tỏ thiện chí đàm phán, Bắc Kinh cũng cho biết sẵn sàng trả đũa nếu EU không lùi bước, khẳng định EU phải chịu trách nhiệm trước tình hình căng thẳng leo thang. Thực tế, ngay khi EU tuyên bố áp thuế, Trung Quốc đã đưa ra cam kết bảo vệ các công ty trong nước nếu xảy ra cuộc chiến thuế quan với EU. Thậm chí, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đe dọa sẽ kiện EU lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trung Quốc cũng bác bỏ các nghi vấn của EU, khẳng định sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc là kết quả do những lợi thế về công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng mang lại. Ngoài ra, nước này đã có các động thái ban đầu để đáp trả hành động điều tra chống trợ cấp và áp thuế xe điện của EU, trong đó điều tra chống bán phá giá thịt lợn nhập khẩu từ EU. Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch điều tra chống trợ cấp đối với các sản phẩm sữa và kế hoạch thuế quan đối với ô tô chạy xăng động cơ lớn đến từ châu Âu. Nhà phân tích hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Merrick Đức, ông Jacob Gunter cho biết, có khả năng Trung Quốc sẽ đánh thuế lên tới 25% đối với ô tô sản xuất tại châu Âu, có động cơ từ 2,5 lít trở lên. Vị chuyên gia nói thêm, thịt lợn và sữa đã nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc, khả năng cao sẽ còn nhiều sản phẩm nông nghiệp khác của EU sẽ bị ảnh hưởng. Ông đề xuất EU nên xem xét các biện pháp nhắm đến các sản phẩm của Trung Quốc như thiết bị y tế, máy quét sân bay và ống thép.